Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh J Sky bao giờ. Thì cô chú ơi, sau khoảng một thời gian để cho cô chú đợi khá lâu, thì cái kênh J đã được hơn 100.000 người đăng ký và rút bạc cũng đã về rồi, về lâu dữ lắm rồi, về lúc mà Ngọc còn ở bên Mỹ á. Nhưng mà Ngọc muốn rinh cái món quà này để về Việt Nam để mở có ngoại bà ngoại rồi có tất cả các người thân ngồi chung để mở chung cái rút bạc để ăn mừng cho nó vui. À, thì hôm nay nhân tiện mở cái nút bạc này nè, có cái bạn kia tới tặng cho gia đình rau câu sữa chua với lại rau ua với lại bánh này nè. Cái bạn này là cái chỗ làm của bạn đó tên là dâu showbiz đó. Cảm ơn bạn dâu showbiz rất là nhiều đã tặng cho gia đình những cái đồ thức ăn gọi là cái này tráng miệng ha. Rồi bây giờ thì trước khi ăn á, thì sẽ mở cái nút bạc của chay ra để có thể ăn mừng cô chú. Bữa nay là đặc biệt là có chay ngồi cái bên luôn, mẹ cho con mượn cái dao. Chay đi, mở nút bạc này chay đi. Oh, what is that, Jay? Đi. Rồi, nữa xin ice cream nữa. Ice cream. Cho bên xin ice cream, mấy đứa này phải cho nó ăn chứ mấy là cái mỏ. Miệng. Khắp nơi luôn. Bữa nay bữa nay tiếng Anh là ngập mình luôn. À, đây nè cô chú ơi. Cho Vincent ba bảo quay gần gần lại cái nút cho cô chú coi nè. What's in there? Oh, wow, JD. Mai cầm giùm con. Oh, bữa nay có cái thẻ gì nữa ta? À, chúc mừng bạn đã được cái nút bạc này nè. Hả? À, trong cái nút bạc có một cái bao bì để đừng có bị ẩm mốc nè. Rồi có một cái mảnh giấy này nữa. À, được đóng gói rồi đàng hoàng ha. Rồi. Thanks Rick. Bỏ này qua bên. Đây nè cô chú ơi, tấn. Oh, wow. Đây. Ba Bảo có lấy được cái chữ này không ta? Jay Skyhoyer sinh ngày 11 tháng 11 năm 2017, mở ngoặc bài Jay Vlog. Cô chú ơi, wow, bà Jay Vlog. That's why you're here. Look. Đây rồi mà chay vlog cái nút bạc người ta là thường thường người ta để cái tay sạch sẽ lắm mà chay vlog dính kem lên hết trơn rồi. We want to thank everybody that helped in our receiving. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho cái sự ủng hộ của mọi người, mà nhờ như vậy là chay mới được nút bạc sau hơn một năm làm kênh YouTube. Đó là bà ngoại chính coi thử cầm trên tay thử cái nút bạc nào ngoại chính nè. Yeah. rất là ảnh diện cho cháu ngoại gì đâu. Đây ngoại ngoại bà nhìn vô đây là fan cứng ngày nào cũng coi mà quay ít là gọi thổi qua chửi nói sao mà bữa nay quay ít quá. Thấy chưa, thấy cháu ngoại chưa, giỏi chưa. Mọi người thấy chưa, đây là một niềm vinh dự của gia đình mình. Hôm nay cháu ngoại mình về đến Việt Nam đây và đem cái nút bạc về đây để cho ông bà ngoại mở ra để xem được nút bạc này để cùng chung ba với mẹ. Ba mẹ là đây là cái nút bạc thứ ba của gia đình. Mình cũng rất là hân hạnh và xin cảm ơn mọi người gần xa cũng như anh chị cô bác trên khắp miền đất nước cũng như là nước ngoài đã ủng hộ cái kênh YouTube của Bảo Ngọc mình, của Trí Bảo Quỳnh mình và bé trai cháu ngoại của mình. Bà Trang vui lắm. Mình thay mặt cho gia đình cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thanks everybody. Thì nói chung là bây giờ một cái điều mà mong đợi tiếp theo đó là cái nút vàng đến về tới gia đình. Cái nút vàng sẽ bự hơn gấp đôi cái nút bạc này, nó sẽ là màu vàng về của cái kênh Hoya Family cuộc sống Mỹ. Rất là mong đợi cái nút vàng này mọi người, nên là mọi người cố gắng giúp gia đình, chia sẻ video, thích video, comment để cho kênh ngày càng phát triển hơn. Cho chai miếng nước. Some water. Nước này. No, hả? Giờ con ăn rau câu nha. Oh. No, she's got ice cream. Con ăn này nha. Ăn này nha.
Yes. Nó có chứng kiến không? Chưa? Rồi. Nó không ăn. Ăn nha. Mày cắt cho chay nha. Con cảm ơn chú chưa? Chú đem qua cho con cái chay. Cảm ơn. Cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú đi. Chú đi đó. Ồ, cái bánh này bánh kem lạ. Ồ, hôm nay bánh bò à? Bánh bò nướng. Ồ, bánh bò nướng. Bánh bò nướng. Yeah, bánh bò nướng. Here, eat it with your hand. Bánh bò. Ừ, bánh bò nướng. Rồi thì bây giờ những cái lời cảm ơn của gia đình, nói chung là các bạn cũng đã có thể ghi nhận được cái tấm lòng của gia đình dành cho tất cả mọi người rồi, cái sự mang biết ơn á, cũng rất là biết ơn tất cả các cô chú đã ra họp mặt cái ngày mà phải đi bộ, rất là đông vui, gia đình rất là bất ngờ, rất là biết ơn mọi người đã đổ mưa đi xa bỏ hạ giờ đồng hồ, đó là một điều rất khó khăn, nó phải xuất phát từ cái tình cảm, tình yêu thương thực sự của mọi người dành cho gia đình. Đặc biệt đây là tại cây vlog thật sự luôn, những cái thời gian mà cô chú gọi là cái gì chụp lại hình chay, đăng hình chay lên mỗi ngày ở trên cái trang Hoi Family Facebook, những cái lời yêu thương mà nói chung là tới tột cùng luôn, không thể nào ngờ được mà có một ngày gia đình được yêu thương chay như vậy. Như vậy thấy rồi, thấy rất bạc cái gì rồi. Okay, bye bye. Rồi thôi cho chay đi xuống đi cô chú, bây giờ chay là tới là Nguyễn thì lộn chuyện rồi. Thôi bây giờ gia đình mình ngồi ăn ăn kem. Yeah, she go Detroit. Ăn kem với lại ăn thử sẵn đây, mặc dù đây là kênh của chay nhưng mà cũng ăn thử để review thử coi cái đồ ăn của bạn này như thế nào. Oh, you do that your review. Yeah. Okay, I can't eat, so I'll see you. Bye bye. Bye bye. Chưa. Chỉ ba điện Quynh bye bye thôi chứ không ăn vô. Ờ, chị Ngân, chị qua bên kia. Quynh đi, chị Ngân vô đi. Lắm cái đầu đầu rồi. Thấy chay là được cái lục bạc cả nhà. Đó, ngon ghê lắm. Ngon ghê lắm. Ba đi ba kem mà ba kem ngon quá. Lần đầu tiên trong đời đúng không? Ngoại chay là không thích ăn như những món chấm như thế này cả nhà, nhưng mà hôm nay ngoại gây ăn thử ngoại nó ngon quá trời. Trộm kem nữa gặp. Kem kia là kem gì mà đợi? Kem sầu riêng. Kem sầu riêng nhưng mà cái tên nó là gì? À, cái gì đó, Yawu Sobit. À, Yawu Sobit. Ủa các bạn đó, đây. Oh, you guys did. Sẵn đây nè, Yawu Sobit nè các bạn. 100% sữa tươi, mềm dẻo, số điện thoại nha. Đây, các bạn qua thử nha. 0974 888-355. Đó là các bạn có thể gọi cho Yawu Sobit nha. Facebook là facebook.com/yawusobit. Đó. Cái này là bạn này không có nhờ Ngọc quảng cáo giùm nữa các bạn, nhưng mà Ngọc ăn cái gì ngon á thì mình quảng cáo giới thiệu cho tất cả mọi người. Ngọc ăn ngon chứ bạn này không hề trả tiền quảng cáo cho Ngọc. Ngon hả? Ngon. Kem sầu riêng rất là ngon nè. Giữ gì giữ vậy luôn hả? Ngon. Thử đi con ăn đi. Cái hương nó không phải là quá quá nào mà nằm nằm bên mùi, nhưng mà thơm dẻo ngon ha. Vào lúc đầu tiên ăn kem sầu riêng luôn. Chín năm giờ. Có nữa. Thì nó mong hơi ăn nữa. Cái kem cho gia đình mình nha. Bỏ Ngọc thì được 700 mấy rồi hả con? 720 ngàn là người theo dõi rồi. Mong mọi người đăng ký và ủng hộ cho cháu nó được, cho em nó được lên nút vàng nha. Vàng cho vui. Giúp ăn cưới vui. Ấn là cưới vui. Có nút vàng luôn. Chay không hả? Chay vlog về ở nhà mình sẽ giỏi tiếng Anh nè. Con xin nhà này nó giỏi tiếng Anh không? Con chay vlog rồi. Kìa con Tâm kìa. Một cháu vô cho cô chú coi kìa. Đó, đưa mặt vô chay đi. Bây giờ qua chay. Qua xin xét hai nha. Cái này đặc biệt. Cái này đâu có xuất thị. Cái này giá, không biết các bạn ơi, cái giá này bao nhiêu mà không biết. Rất là ngon cả nhà. Đặc biệt là các bạn này ở gần nhà mình luôn. Gần nhà. Tội nghiệp là nói ngày hôm qua đem lại nhưng mình không có nhà phải đem về. Hôm nay lại tới. Có một bạn hôm qua cỡ tóc buồn. Trời ơi, con nhìn dấn mặt không thôi. Tao, để cho đi vô hát chơi tao. Trời ơi, rớt cái đó.
đi Tâm ơi, sợ quá. Có một bạn đem 2 kg ốc bu tới nhà. Vậy hả? Biết không ốc bu hả? Không ai nhà. Để cái lương không được vậy con. Mà thấy nói là, thì nói với mẹ chay nhúc như tí. Từ nhỏ đã được người ta yêu mến không ạ? Chưa sanh ra đã được nhiều người yêu mến. Và mà từ lúc chay về Ngưng giữ chay nhất là mấy ngày mà học đi Nhật á. Rất là nhiều cô chú đến chơi luôn á. Chơi cả ngày luôn á. Mấy ngày nay mình đi không có nhà, chứ nếu không có nhà là có nhiều cô chú tới chơi đây nữa. Cũng có bạn nhắn tin nên xin tới nhà chơi nữa không? Vui. Nói chung là đó là một sự mà may mắn. Chứ thường có chị đó, chị nói một câu một rất cảm động. Người thân mình ở đây mình còn chưa tới. Đó là niềm hạnh phúc lớn cho gia đình mình cả nhà. Nói chung là bốn món thì bốn món ngon lắm. Thì thôi, con nghĩ là cái video mà review cái nước bạc của chay tới đây thì cũng xin tạm dừng được rồi. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa nha. Bây giờ đã cuối cùng cũng đã thu nước bạc được rồi. Nước bạc xui xong thì làm gì đóng đem vào hộp lại đem về Mỹ lại cho chưa làm gì đâu. Nhưng mà muốn để đem về để có được cái khoảnh khắc, để có được cái video này. Chứ ông bà có ông bà, có ba bảo mẹ Ngân. Rồi tôi cái nóc bạc có mặt cả nhà. Nhưng mà nếu mà để Mỹ thì có ba cha con cũng buồn. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người có một ngày bye bye chờ đó. Bye bye. Dạ ông bà đi, dạ ông bà. Dạ. Đây con dạ ông bà.